Chủ gửi rẻ quá nha. Trước chủ mua phải gần 2 tỷ á, mà nay chủ bán có. Anh Thịnh, em ngồi đây làm gì anh Thịnh? Trời trưa nắng em ngồi đây làm gì? À, em ngồi em đợi khách tới anh ơi. Khách hẹn em 9 rưỡi mà giờ hơn 10 giờ vẫn chưa thấy khách. Em Sao khách chỉ khách khách ở đâu mà sao hẹn, mà sao từ dưới Bình Dương chạy lên đây mà sao chưa thấy? khách họ từ dưới Sài Gòn chạy lên, họ hẹn em 9 rưỡi mà giờ chưa lên. Mà đất đất ở đâu? Đất này nè Đâu? anh, Chỉ chỉ đây xem đây anh. đây đây, đất nó nằm ở đây nè anh, nằm trên mặt tiền đường, đây nằm trên mặt tiền đường 12 Nha Bích. Nắng quá nên em ra em đợi, đứng ngồi đợi khách. Đây cái lô đất đang ngang 15, là từ cái cọc bên này qua cọc bên này ngang 15 mét, sâu vô là hơn 80 mét, là tổng diện tích là hơn 1.200 mét vuông. Thì đường này thì lên được thổ cư nha, hiện tại đất thì đang là đất cây lâu năm. Đây điện là có sẵn này, điện ba pha, điện dân dụng, phía trong này là dân này đó. Mà chủ gửi rẻ quá nha, trước chủ mua phải gần 2 tỷ á, mà nay chủ bán có hơn 800 à. Hướng này này, hướng này chạy ra chút xíu này tầm khoảng hơn 500 mét ra ngay trường mầm non Nha Bích với lại quốc lộ 14. À, phía bên tay trái chút xíu là có vườn cao su của công ty cao su Nha Bích, à, vườn cao su của công ty cao su Sông Bé, thì ngay đó thì làm tái định cư Nha Bích. Còn hướng này thì chạy ra hồ Phước Hòa, một trong những cái hồ lớn nhất của Trân Thành đó. Thì em đang đợi khách để em giới thiệu lô này đây. Anh có khách nào hỏi đất lớn Ôi giờ mà giờ chuyện này, giờ cái lô này chốt giá là chắc chắn là bao nhiêu? giá chủ gửi hơn 800 anh à, chủ kẹt quá bán hơn 800. Anh có khách nào hay là có ai muốn lấy thì giới thiệu em nha. Rồi không, chiều chiều em chở vợ em lên xem là được thì em lấy luôn. Dạ rồi ok anh, thì cứ lên lên xem, đường dân điện có sẵn hết, phía ngoài này là trường học rồi, có gì liên hệ em Phúc Thịnh Bất Động Sản Trân Thành nha anh.